Trong năm học này, các em đã đạt nhiều thành tích trong các phong
phong trào thi đua học tập và rèn luyện và đã đạt được nhiều tuần học tốt, giờ học tốt, xây dựng tốt phong trào thi đua học tập. Hy vọng rằng tập thể 801 sẽ luôn cố gắng để giữ vững thành tích là lớp tiêu biểu trong khối 8. Tiếp theo chi đội 832. Chi đội 832 gồm 35 học sinh dưới sự dìu dắt của cô Lý Thị Ý Nhi, một giáo viên nhiều kinh nghiệm rất tận tâm với học sinh. Chúc cho thầy và trò chi đội 832 sẽ đạt nhiều thành tích hơn nữa ở năm học 2018-2019. Lớp 82 là chi đội 83 do thị nặng thân tính là giáo viên chủ nhiệm, là một giáo viên có nhiều kinh nghiệm, có lòng yêu nghề và quan tâm đến học sinh. Vì thế, chúng tôi tin tưởng rằng tập thể 83 sẽ là một tập thể đoàn kết và đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua trong năm học 2018-2019. Đang tiến về lễ đài là chi đội 84 do cô Văn Thị Hương là giáo viên chủ nhiệm. Đây là một tập thể lớp luôn tham gia tích cực mọi phong trào của liên đội cũng như của nhà trường. Hy vọng rằng cô Văn Thị Hương sẽ đưa tập thể 834 đạt nhiều thành tích cao cho các phong trào thi đua, học tập và rèn luyện. Đang tiến vào lễ đài là lớp 85 do cô Nguyễn Thị Kim Liên là giáo viên chủ nhiệm, là một giáo viên nhiệt tình có kinh nghiệm trong công tác giáo dục đời lớp học sinh. Hy vọng rằng tập thể 85 dưới sự dìu dắt của cô Liên sẽ khắc phục những khuyết điểm, hạn chế để trở thành một chi đội mạnh trong năm học 2018-2019. Theo sau 85 là chi đội 86 do thầy Nguyễn Văn Thường là giáo viên chủ nhiệm. Trong năm học vừa qua, thành tích của lớp 836 chưa cao, nhưng thầy tin rằng trong học kỳ 2, chi đội 836 sẽ cố gắng hơn nữa để trở thành một tập thể lớp đoàn kết và đạt thành tích cao trong các phong trào thi đua học tập và rèn luyện. Và lễ đài là chi đội 951 do cô Đinh Thị Hoàng Ân là giáo viên chủ nhiệm. Trong học kỳ 1, có sự tận tâm của giáo viên chủ nhiệm và sự cố gắng của mỗi cá nhân, tập thể lớp đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong nhiều phong trào, xứng đáng là cánh chi đầu đàn của cô Chín. Chúc cô và trò chi đội 951 sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tích trong học kỳ 2. Đang tiến vào lễ đài là chi đội 92 do cô Đinh Thị Huệ là giáo viên chủ nhiệm. Đây là một tập thể lớp luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu học tập và rèn luyện nhân các ngày lễ lớn. Các em đã thi đua và đạt nhiều tuần học tốt, nhiều giờ học tốt dâng lên thầy cô. Chúc cho thầy và trò chi đội 92 sẽ tiếp tục giữ vững thành tích là lớp tiêu biểu trong khối 9. Đang tiến về lễ đài là chi đội 93 do thầy Ngô Văn Cường là giáo viên chủ nhiệm. Dưới sự dìu dắt của thầy Ngô Văn Cường, tập thể 93 đã có sự tiến bộ rõ rệt trong học tập. Chúc thầy và trò chi đội 93 sẽ có một năm học cuối cấp thật thành công và nhiều niềm vui kỷ niệm. Chi đội 93 là chi đội 94 do cô Trần Thị Kim Chi là giáo viên chủ nhiệm. Chúc tập thể 94 sẽ là một tập thể đoàn kết và đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua học tập. Đang tiến về lễ đài là các bạn học sinh lớp 95 do thầy Nguyễn Thanh Tĩnh là giáo viên chủ nhiệm. Trong không khí vui vẻ, đoàn kết, thân ái của ngày đại lễ, chúc các em học sinh lớp 95 luôn phấn đấu đạt rất nhiều thành tích trong học tập và phong trào thi đua của đội. Lớp học cuối cùng đang tiến vào lễ đài là chi đội 96 do cô Cao Điền Viên làm giáo viên chủ nhiệm. Hy vọng rằng lớp 96 dưới sự dìu dắt của cô Cao Điền Viên sẽ có một thành tích thật tốt và thật nhiều ấn tượng trong năm học cuối cấp tại ngôi trường trung học cơ sở Tam Quan.
năm ngày thành lập trường và đón nhận trường Dũng Chuẩn, trường chuẩn quốc gia lần thứ nhất đến đây kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô cùng các bạn trong đội văn nghệ. Chúc quý vị mạnh khỏe, chúc buổi lễ thành công. Xin chân thành cảm ơn. Đội ca. Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng. Mời quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn ngồi đợi nghi lễ về vị trí. Dành cho thầy và trò trường trung học cơ sở Tam Quan. Đồng chí Võ Nhật Tịnh, nguyên bí thư huyện ủy Hoài Nhơn, người có công đầu trong việc thành lập trường, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo địa phương đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho nhà trường có một vị thế, cảnh quan sạch đẹp như ngày hôm nay. Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả các đồng chí. Giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Nhơn, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Tam Quan ký thay mặt ủy ban nhân ký thay chủ tịch phó chủ tịch Nguyễn Tuấn Thành đã ký. Tôi xin thay mặt ủy ban nhân huyện có lãnh hoa chúc mừng nhà trường, xin trân trọng. Cuối cùng một lần nữa xin kính chúc quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các em học sinh mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Để khỏi phụ lòng mong mỏi của tất cả mọi người, xin chân thành cảm ơn. Đại biểu, kính thưa quý thầy cô, em rất vinh dự và tự hào vì được là học sinh của ngôi trường Trung học cơ sở Tam Quan, một ngôi trường thành lập chưa lâu, thành tích chưa nhiều, nhưng em tin rằng với tình yêu thương